Vào khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 8 tháng 6 trên đường Nguyễn Du thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe container, khiến một người đi trên xe máy phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 59X293327 do anh Lê Văn Hùng quê ở Đồng Tháp điều khiển, xe lưu thông theo hướng từ ngã ba Cửu Long về ngã tư Nguyễn Du. Khi xe chỉ còn cách ngã tư Nguyễn Du khoảng 500m, thì lúc anh Hùng cho xe chạy ngược chiều và làn đường dành cho xe khách, nên đã bị container mang biển kiểm soát 51C29575 chạy theo hướng ngược chiều, tông trực diện vào xe máy, kéo lê trên đường khoảng 3m. Anh Hùng bị cuốn vào gầm xe trọng thương. Xe container phải lùi lại thì mới đưa được anh Hùng ra ngoài, đem đi cấp cứu.